Xin chào các bạn đã đến với website camera quay lén 360.com. Và hôm nay trong cái clip này mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái dòng máy ghi âm đang bán chạy nhất cũng như là đang hot nhất trên thị trường hiện nay, với kích thước là vô cùng nhỏ gọn và chức năng thì cực kỳ là ưu việt các bạn nhé. Đây mình sẽ mở cái hộp sản phẩm bên mình ra. Một chiếc máy ghi âm với bộ nhớ trong là 8GB, dung lượng pin có thể dùng từ 12 tiếng tới 15 tiếng ghi âm liên tục, giúp các bạn hoàn toàn có thể ghi âm và lưu lại những cái cuộc hội thoại. Và với cái kích thước nhỏ gọn này thì các bạn cực kỳ là dễ ngụy trang. Ví dụ đây là cái hộp dao lam thì các đấng mày râu hoặc là những cái thanh niên thì không thể nào thiếu những cái hộp dao lam này được, thì nó có hoàn toàn có thể là nhét vào cái hộp dao lam. Đây là mình có cái hộp dao lam, nếu mà có cái vỏ kẹo các bạn nhé, vỏ kẹo cái hộp nhỏ nhỏ thì các bạn hoàn toàn có thể nhét hẳn được vào cái hộp vỏ kẹo đây, với kích thước cực kỳ là nhỏ. Đây đây chỉ bằng một lửa các bạn nhé, một lửa cái hộp dao lam này thôi, thì các bạn là cực kỳ là dễ ngụy trang, dễ giấu ở những cái nơi mà những cái dòng mà máy ghi âm dày không thể lắp được vào, thì chiếc máy ghi âm mini siêu nhỏ nhất hành tinh này thì hoàn toàn có thể là lắp được, để giúp các bạn là ghi âm lấy bằng chứng, chứng cứ hay là mục đích. Rất là nhiều bậc phụ huynh cũng mua cho con cái để khi học tiếng Anh để ghi âm về, hoàn toàn là con có thể là nghe lại, bởi vì trên lớp cô giải quá, cô giảng quá là nhanh không ghi kịp. Hoặc là các bạn có thể là ghi file nhạc vào đây, ghi file nhạc để nghe lại này, ghi các cuộc hội thoại, các cuộc ghi âm là hoàn toàn có thể ghi âm vào với chiếc máy ghi âm mini siêu nhỏ này, với chức năng là hoàn toàn có thể ghi âm được này và nghe lại trực tiếp. Nghe lại trực tiếp thì nhờ thông qua một cái tai phone mà nhà sản xuất tặng kèm chúng ta. Đây, phụ kiện đi kèm theo là một cái dây cáp sạc, đồng thời là cái đây dây cáp sạc để các bạn sạc vào thiết bị, đồng thời là cái ổ lấy dữ liệu để các bạn cắm vào máy tính này hoặc là tivi thông minh này. Đó, những cái nơi thiết bị mà có cái đầu USB này là các bạn hoàn toàn có thể cắm vào để vừa sạc pin vừa lấy dữ liệu ra. Đây là cái thứ nhất, cái sạc pin. Cái thứ hai là không phải là những khách hàng nào cũng có laptop hay là máy tính bàn hay máy tính cây để lấy dữ liệu ra, thì chiếc máy ghi âm này được thiết kế thêm một chiếc tai phone để giúp các bạn hoàn toàn có thể ghi âm xong là nghe lại trực tiếp luôn. Nhiều bạn ghi âm xong muốn nghe lại trực tiếp luôn là ghi như nào, hoặc là muốn xem ngay mà không nhất thiết là cứ phải đi về hay đi đến những cái nơi mà có máy tính, bởi vì cái này là bộ nhớ trong nên không thể nào cắm được trực tiếp vào điện thoại. Lên nhà sản xuất đã cho chúng ta một cái đôi tai phone này đó để các bạn nghe lại trực tiếp vào đây, và tí nữa nghe như thế nào và cách sử dụng như thế nào thì các bạn sẽ xem tiếp cái video clip này của mình. Các bạn để ý trên thân hộp nó có hình on off, có nghĩa là bật và tắt, cái này thì ai cũng biết rồi. Đây là có biểu tượng cái chân cắm sạc 3,5 các bạn nhé, rắc 3,5 chân cắm sạc, chân cắm tai phone đây, các bạn cắm hoàn toàn có thể cắm vào cái chân 3,5 này. Đó, đằng sau đít đây có một dấu trừ và một dấu cộng. Dấu trừ dấu cộng ở đây không có nghĩa là tăng âm lượng và giảm âm lượng, mà dấu trừ dấu cộng ở đây có nghĩa là chuyển bài và lùi bài. Ví dụ một cái file nhạc hay là các bạn ghi âm thành 10 cái đoạn ghi âm mà các bạn đang nghe ở đoạn thứ nhất mà các bạn muốn chuyển sang đoạn thứ hai thì các bạn hoàn toàn có thể ấn dấu cộng, và chuyển sang đoạn thứ ba thì ấn dấu cộng tiếp. Còn những bạn nào mà muốn nghe lại, tức là muốn nghe lại, muốn tìm hiểu thêm, nhớ hơn về cái đoạn thứ hai thì các bạn hoàn toàn có thể lùi về đây là từ 3 trở thành 2, xong lại từ 2 trở thành 1 là các bạn ấn ở nút trừ. Cộng trừ ở đây có nghĩa là chuyển bài và lùi bài các bạn nhé. Còn giữa đây là một cái lỗ báo đèn để báo hiệu cho các bạn biết là máy đang hoạt động, để giúp các bạn có thể là nắm bắt được cũng như là biết là máy đang hoạt động trong tình trạng rất là tốt các bạn nhé. Cách sử dụng thì cực kỳ là đơn giản đối với chiếc máy ghi âm mini này. Thì việc đầu tiên các bạn chỉ cần gạt công tắc qua on nhé. Gạt công tắc qua on này. Đấy, đằng sau này đèn nó sẽ báo chớp đỏ nhé. Đấy, đèn nó sẽ chớp đỏ này để báo hiệu là máy đã bắt đầu hoạt động. Đó. Còn khi các bạn mà không muốn ghi âm nữa thì các bạn gạt về off. Cứ muốn ghi âm thì gạt sang on, không muốn ghi âm thì gạt về off. Cái chức năng này thì mình khẳng định rằng là cực kỳ là dễ sử dụng, không có cái nào mà dễ sử dụng hơn là muốn dùng thì gạt sang on mà không muốn dùng thì gạt về off. Còn cách cắm tai nghe, tai phone vào đây để các bạn nghe lại thì rất là đơn giản. Khi các bạn cắm vào thì các bạn nhớ giúp mình là phải gạt công tắc qua on là máy đã bắt đầu chạy, từ file thứ nhất đến file thứ L mà các bạn muốn lưu vào đây. Đó. Còn cái cách chuyển bài thì từ phím
Dấu cộng này, đấy, dấu cộng là chuyển bài, tiến bài, dấu trừ là lùi bài. Các bạn cứ hiểu nôm na là như vậy. Cách sử dụng cực kỳ đơn giản như vậy. Còn không muốn sử dụng nữa thì các bạn gạt vẹo, ọp. Đó, đó là cách sử dụng của chiếc máy game mini siêu nhỏ nhất hành tinh, với kích thước cực kỳ là nhỏ gọn, giúp các bạn là hoàn toàn có thể ngụy trang với những cái đồ vật rất là nhỏ thôi. Đó, cụ thể đây, mình có thể đây, đây là cái đầu lọc thẻ các bạn nhé. Đầu lọc thẻ đây, nó nhỏ hơn cả cái đầu lọc thẻ cơ. Đây, đầu lọc thẻ nha, nó còn thừa đây. Đấy, dài như nhau nhưng mà chiều rộng nó còn ngắn hơn. Có thể ngụy trang vào một cái vỏ kẹo nhé. Đây là vừa xong là mình đã ví dụ cho các bạn vào cái hộp dao lam đây. Hộp dao lam đây nó còn nhỏ, chỉ bằng 2 phần 3 thôi, cực kỳ là nhỏ gọn, cực kỳ là dễ ngụy trang. Ghi âm thanh cực kỳ là tốt, trong bán kính 10-15 mét các bạn nhé. Ghi âm cực kỳ là tốt, âm thanh trong, rõ ràng. Những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình qua hai cái số hotline ở đây là 0969 920838 hoặc 0906 201 256. Các bạn hoàn toàn có thể là điện thoại kết bạn Zalo với mình để mình tư vấn hướng dẫn cụ thể về những cái dòng sản phẩm máy ghi âm, cũng như tư vấn cho các bạn về những cái dòng sản phẩm camera khác. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào website camera quay lén 360.com, bên mình chuyên bán những cái dòng camera ngụy trang, quay lén, thiết bị định vị, nghe lén, quay lén ghi âm ghi hình từ xa các bạn nhé, thiết bị phá sóng, máy nghe các loại đầy đủ hết. Những bạn nào mà có nhu cầu thì hãy alo với mình. Nếu mà các bạn thấy kênh của mình hay thì nhớ đăng ký cho mình một cái subscribe, một lượt đăng ký để nhận những cái video mới nhất mà mình luôn cập nhật hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.